Hà thấy là khá là ngon này. Đó. Đó, cái tô bánh canh khá là ngon nha. Đây thằng này nữa nè, hướng cho chị và các bạn để cho nó đều á. Đó. Đó, bây giờ phải chặt cái này nữa. Hà xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng sớm mới bước ra khỏi nhà là đã bị kẹt xe rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Kẹt xe vì cái này nè. Đó. Kẹt xe vì chiếc tàu lửa nè, chiếc xe lửa nè quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hà sẽ đi đến một cái nơi cũng khá là xa, di chuyển bằng xe gắn máy đó quý cô chú anh chị và các bạn. Hà sẽ đi đến một nơi khá xa để Hà review, chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn những điều thú vị. Nãy giờ quý cô chú anh chị và các bạn nhìn chiếc xe lửa này, chắc quý cô chú anh chị và các bạn cũng nói là ồ, sao xe lửa của Việt Nam chạy chậm thế? Thật sự là cũng khá là chậm, nhưng mà bây giờ thì nó sắp tới ga rồi quý cô chú anh chị và các bạn, nên nó chậm như vậy đó. Sau khi được qua cái gác trắng thì Hà tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ thì Hà sẽ Tây Ninh thẳng tiến. Bây giờ thì Hà khởi hành từ nhà lúc 6 giờ sáng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ thì khoảng 6 giờ 10 thôi. Nên bầu trời cũng chưa có nắng. Và Hà thấy thì bầu trời không có nắng mà lại có chuyển mưa nữa quý cô chú anh chị và các bạn. Khoảng 6 giờ sáng hơn thôi mà đường xá Sài Gòn cũng khá là đông. Quý cô chú anh chị và các bạn có biết Tây Ninh không? Tây Ninh là một tỉnh của miền Đông ha. Miền Đông của Việt Nam. Tây Ninh vùng đất thánh. Nghe nói Tây Ninh phong cảnh hữu tình, bình yên và huyền bí. Nên việc khám phá về vùng đất Tây Ninh làm cho Hà rất là háo hức, hồ hởi và hứng thú. Tây Ninh có thật sự như những gì trong nhân gian người ta nói hay không? Thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đồng hành với Hà hết cái chặng hành trình này nha. Hôm nay Hà sẽ review cái chặng hành trình của Hà đi từ nhà đến Tây Ninh, đến những cái điểm mà Hà sẽ review chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn ơi, Hà đi đó thì hồi nãy Hà thấy chuyển mưa. Và Hà nghi là thế nào cũng mắc mưa. Và rõ ràng là Hà đi đến cái điểm này thì mưa mới vừa dứt nè quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ vẫn còn lất phất những giọt mưa nè. Đó. Nên là cái chặng hành trình hôm nay chắc chắn sẽ rất là trở ngại đó. Chắc chắn sẽ còn gặp mưa rất nhiều. Khu vực Hà đang đi là khu vực địa bàn huyện Củ Chi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh nha. Dọc đường thì Hà nhìn thấy những cảnh quan khá là đẹp. Và bây giờ thì Hà đã đến địa phận của tỉnh Tây Ninh rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Hà sẽ đi thẳng về hướng Gò Dầu nha. Đường khá rộng, khá thông thoáng. Dọc đường thì Hà thấy có những cái nhà gọi là của bên đạo Cao Đài đó quý cô chú anh chị và các bạn. Những công trình kiến trúc rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì Hà đã đến thị xã Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là những cái quang cảnh ven đường.
Hà đói bụng rồi, đi cũng khoảng 70 km rồi. Bây giờ Hà chạy chậm, Hà tìm một cái quán nào đó Hà ghé Hà ăn với cô chú anh chị và các bạn ơi. Rồi, sau khi đi được khoảng 70 km thì Hà đã ghé một cái quán bánh canh ở ven đường quốc lộ 22B. Và ở đây là cái tô bánh canh mà Hà đã kêu nè. Ở đây cái quán rất là mộc, nhưng mà ở đây thì Hà thấy thức ăn khá là ngon. Chưa ăn nhưng mà thấy là khá là ngon rồi đó. Để chút xíu Hà ăn rồi Hà cảm nhận rồi Hà chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Nếu như ai có dịp mà đi lên thành phố Tây Ninh hoặc là đi lên núi Bà Đen á, mà có dịp đi ngang quốc lộ 22 này nè, 22B á, thì ghé ở đây thưởng thức thử ha, Hà thấy là khá là ngon nè. Đó. Đó, cái tô bánh canh khá là ngon nha. Ở đây là Hà chưa có bỏ rau vô, Hà bỏ rau vô nữa. Để Hà cho có nước chấm nữa nè, khá là ngon luôn. Trộn lên. Đây là tô bánh canh, một cái quán rất là đơn sơ nhưng mà quan trọng là thức ăn ngon là được. Rồi để Hà ăn thử nha, nếm cái nước ra, thấy nước hấp dẫn quá. Cái nước rất là ngon nha, nước này là ngọt xương á, ngọt xương đó chứ không phải ngọt gia vị đâu quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, Hà cảm nhận rất là ngon. Nên Hà đi là Hà review thoáng qua để cho quý cô chú anh chị và các bạn có dịp đi để chúng ta có dịp mà chúng ta ghé thưởng thức ha. Đó. Ăn thử nha, không muốn thịt nè. Đó. Chấm. Mời cô chú anh chị và các bạn nha. Cái này giống như là nước mắm kho quẹt vậy đó. Có tóp mỡ rồi, đúng rồi, nước mắm kho quẹt nè. Ngon. Ngon, rất là đậm đà. Hà thấy ngon thì Hà nói ngon chứ không phải là Hà khen cho có nha. Tại mình đi làm du ký á, mình chia sẻ thật để có dịp đó ai đó ghé ăn. Chứ nhiều khi mình nói nó không ngon mà mình nói ngon thì nhiều khi ghé là than phiền, nói Hà nói xạo. Thôi xin mời quý vị uống chị một bạn nha. Mới kia rau mà trụng nè, rau mà trụng xong ăn sẽ ngon hơn. Và Hà bây giờ thích ăn thì nó trụng á, trụng qua nước sôi thì nó sẽ kỹ hơn, nó đảm bảo sức khỏe mình tốt hơn. Con số nhà hả? Số nhà có, số nhà 533. Dạ. Thôi rồi, cái khu số nhà 533 ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu. Dạ. Con rau này. Rồi, Hà ăn tiếp nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, khi mà Hà đang ăn thì thấy một cái cô con của cô chủ quán nè, ngồi bó chổi nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái cây chổi trà. Đây là cây chổi trà đúng không em? À. Một cây chổi trà như thế này thì em làm bao lâu, mất khoảng bao lâu? 10 phút hả? Bây giờ cái giá bán cái chổi này ra thị trường khoảng bao nhiêu một cây ta? Giá bán 50.000. 50.000, đó là em bỏ cho người ta đó hả? Ở ngoài em mua chắc chắn là mắc hơn rồi. Đây là quý cô chú anh chị và các bạn, đây là những cây nêm nè.
đó, nêm cho cái chổi nó chặt á. Đây là những cái que chổi đó, que chổi để cho quý cô chú anh chị và các bạn, có những người nào mà chưa biết là cái chổi chà nhà mình quét á, quét rác ở ngoài sân á. Đó, cái này không phải chổi rơm nha, chổi chà thì được làm như thế nào. Đó, cái này làm theo kiểu thủ công thôi, một cái xe kẽm được buộc ở trong kia đó, đó chằng ra đây siết lại đó. Làm rất là nghệ thuật, rất là điêu luyện phải không, nhanh lắm á. Hôm nay tình cờ đi vô cái quán này ăn rồi thấy con của cô chủ quán đó, bó chổi rồi review thoáng qua chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Do là chị này không cho lấy mặt á, nên là mình không có lấy mặt nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, sắp xong rồi đó. Có lẽ là sắp xong rồi. Làm phải siết gì nè, nó mới chặt. Chắc kém. Ong kém lại để cho nó khỏi tuột. Đó. Vậy là sắp xong chưa? Dạ xong. Xong rồi hả? Dạ. À rồi. Đó. Là xong một cây chổi nè. Đó, đây là những cây chổi đã được bó xong, đã thành phẩm nè quý cô chú anh chị và các bạn. À, cũng rất là kỳ công, cái công đoạn mà tước những cái que này nè. Rồi phơi nó, rồi làm những cái cây chầm để cho nó chắc, rồi quá trình bó nữa. Công đoạn cũng 3-4 công đoạn gì đó mới ra được cây chổi như thế này. Nhưng mà giá bán thị trường cũng khá là rẻ, nhưng mà đây là cũng công việc có thể cũng khá là nhàn, mình cũng có thể làm tại nhà, lúc rảnh kiếm tiền cũng được đó. Đây là cái chổi nha, đây nè đó, quét vậy. Nhưng mà còn phải tề cái này nữa nè, đó tề cái thằng này nữa nè quý cô chú và các bạn, tề cho nó đều á đó. Bây giờ phải chặt cái này nữa để mới ra cái chổi để quét rác ngoài sân. Cái này cho chỗ già để quét rác, quét lá đâu đó, ở ngoài sân chứ không phải cho chỗ rơm quét trong nhà nha. Đó, hiện nay Hà review thoáng qua cho quý cô chú anh chị và các bạn biết về cái quy trình làm cái cây chổi, bó cái chổi. Nhân cái việc mà Hà ghé một cái quán ăn rồi Hà thấy cái chị này làm rồi, Hà review chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Đó, quý cô chú anh chị và các bạn coi kẽm được siết lại nè. Đây là một vài cái chổi thành phẩm mà bạn này mới vừa làm xong. Trong vòng khoảng 10 tới 12-15 phút là có thể xong một cây rồi. Giá bán ra thị trường cũng tính luôn vật liệu này kia là tầm khoảng 50.000 cây. Chào các con. Hôm nay nghỉ hè có đây đi học thêm không? Không hả? Rồi nghỉ ở nhà có phụ giúp ba mẹ gì không? Có hả? Có, giỏi. Phụ giúp ba mẹ nha. Để mình đi học rồi ba mẹ lo lại cho mình ha. Chứ nghỉ hè không giúp ba mẹ được gì thì ba mẹ vất vả lắm đó nha. Ừ, chúc các con mạnh khỏe học giỏi nha. Bây giờ thì Hà tiếp tục đi lên núi Bà Tây Ninh, núi Bà Đen á, để đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hành trình cũng còn khá xa, nên bây giờ Hà tranh thủ Hà đi đi. Rồi. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn lấy vô đi với Hà nha.
Rồi sau khi rời khỏi quán ăn thì Hà tiếp tục hành trình về hướng thành phố Tây Ninh để đi lên khu núi Bà Đen nha quý cô chú anh chị và các bạn. Nãy giờ thì Hà đã mắc mưa từ cái lúc xuất phát tới bây giờ để mắc mưa tới 4 lần rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Hà đã đến khu vực cổng vào tòa thánh Tây Ninh rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là một cái tòa thánh mà Hà được biết là một cái tòa thánh rất nổi tiếng và rất là rộng lớn. Một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng của thành phố Tây Ninh đó quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Hà đã đi vào cái khu vực của tòa thánh rồi. Rất là rộng lớn và nhiều cây. Và trời cũng đang lất phất mưa quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Ngày hôm nay là cái chặng hành trình khá là gian nan. Hà đã đi tới cái địa điểm này cũng đã khoảng 85 km rồi. Và đã mắc mưa tới 4 lần. Và đã ghé đục mưa tại vì Hà đi xe gắn máy á, mưa và Hà cũng đâu có quay cái ở trên đường được nên Hà đục mưa. Và đi đến đây thì cũng mất khá là nhiều thời gian đó quý cô chú anh chị và các bạn. Trong khu vực của tòa thánh thì Hà nhìn thấy cảnh quan khá là đẹp. Có những công trình kiến trúc mang cái màu sắc của giáo hội Cao Đài nha quý cô chú anh chị và các bạn. Những cái tòa nhà khá là quen thuộc ha, nếu chúng ta biết về đạo Cao Đài. Cái quang cảnh khu tòa thánh này cũng khá là đẹp quý cô chú anh chị và các bạn. Để rồi Hà sẽ review và chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cái khu tòa thánh Tây Ninh ha. Hà thấy quá là thú vị với những công trình kiến trúc cũng như cảnh quan ở đây quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Trời quá là chuyển mưa luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Chắc có lẽ lại tiếp tục đổ một cơn mưa lớn nữa rồi. Cái màu sắc đặc trưng ở đây thì Hà thấy màu vàng và màu trắng là màu chủ đạo quý cô chú anh chị và các bạn. Màu vàng, màu trắng và màu đỏ nha. Trước mặt của chúng ta có lẽ là trung tâm của tòa thánh Tây Ninh. Một cái tòa nhà rất là lớn luôn và phía bên trên là trời chuyển mưa u ám luôn. Rồi, trời đã đổ mưa rồi quý cô chú anh chị và các bạn nên Hà đã tìm một nơi Hà tá túc. Mưa khá là lớn đó quý cô chú anh chị và các bạn. Nãy giờ Hà tá túc ở đây nè quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ Hà sẽ đi. Hà sẽ review cái khu vực này chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn sau ha. Hà sẽ đi về hướng núi Bà Đen nha. Đây là cái khu tổng quan của tòa thánh Tây Ninh đó quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì Hà sẽ tiếp tục đi về hướng núi Bà Tây Ninh nha quý cô chú anh chị và các bạn. Núi Bà Đen á. Ở đây là cái cổng ra nè. Hà chuẩn bị ra cái cổng này và Hà sẽ đi tiếp. Hà đã review cái khu vực tòa thánh Tây Ninh rồi. Hà sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn sau nha.
Và Hà tiếp tục đi cái con đường này là con đường Trần Hưng Đạo đó. Hà sẽ thẳng tiến về cái núi Bà Tây Ninh nha. Núi Bà Tây Ninh là một cái núi rất là linh thiêng đó quý cô chú anh chị và các bạn. Rất là linh thiêng và Hà nghe nói là cảnh quan cũng rất là đẹp. Nơi đó tương lai sẽ phát triển thành một cái khu du lịch trọng yếu của Tây Ninh. Hà đã trải qua hơn 100 km trong chuyến hành trình đó, thì bây giờ Hà đã đến khu vực chân núi Bà Đen rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt của quý cô chú anh chị và các bạn thì Hà nhận ra đó là cái cổng chào đi vào núi Bà Đen. Đó, cái cổng chào nè quý cô chú anh chị và các bạn. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Bây giờ Hà chạy vô cổng luôn. Và trời thì u ám mây mù quý cô chú anh chị và các bạn, vẫn có mưa nè. Nên Hà lên đây chắc chắn thì thời điểm này cũng đã 2 giờ chiều rồi. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hà đang ngồi trong một cái phòng của một cái khu nhà nghỉ nhỏ nhỏ thôi. Ở đây là ngay cái chân núi Bà, mà nhiều người gọi là chân núi Bà Đen ha, ở Tây Ninh. Hôm nay Hà làm một cái chuyến du ký từ Sài Gòn đi qua vài điểm ở Tây Ninh, chẳng hạn như Tòa Thánh Tây Ninh, núi Bà ở Tây Ninh, một vài điểm khác trong kế hoạch của Hà. Nhưng mà chuyến hành trình ngày hôm nay thì gặp mưa gió quá luôn, đi từ Sài Gòn lên tới chân núi Bà. Theo kế hoạch thì khoảng 6 giờ sáng đi, thì tầm khoảng 9 giờ 9 rưỡi tới. Nhưng mà hôm nay mưa gió quá, 4 năm chập và mưa luôn, mưa xong hết. Thì cứ nghỉ hoài, tại vì Hà đi xe gắn máy đó, nên lên tới chân núi Bà bây giờ thì cũng đã hơn 2 giờ chiều và mưa quá trời ngoài đó. Hiện tại không có quay được gì hết, nên Hà thuê cái nhà nghỉ, Hà vô Hà ngồi nghỉ ngơi để sáng mai nếu mà không có mưa thì Hà sẽ trải nghiệm lên núi, cũng như đi vòng vòng ở dưới chân núi, review cảnh quan đây nghe nói là đẹp lắm. Hà sẽ review chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn ha. Thực ra là ngày hôm nay đi nó không như kế hoạch, nhưng mà Hà thấy cái điều đó nhiều khi lại là tốt. Nếu như ngày hôm nay mình thuận lợi về cái thời tiết mình đi lên, nhưng mà nhiều khi mình gặp cái trục trặc gì đó là sao, mọi sự đều có thượng đế, hay là gọi là Chúa đã an bài, Chúa đã sắp xếp cho mình, thì thôi thì hôm nay mưa đi không được thì ngày mai biết đâu ngày mai thuận lợi tốt hơn thì sao. Đó, Hà tin tưởng vậy thôi. Thì Hà thuê cái nhà nghỉ, Hà nằm nghỉ, sáng mai Hà sẽ đi review, Hà chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn thích Hà, ủng hộ Hà thì hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ Hà nha. Hà cũng cố gắng sẽ đi nhiều nơi, review nhiều nơi, mặc dù mưa gió như thế nào đi, thời tiết như thế nào đi chăng nữa thì Hà vẫn đi tìm nhiều nơi đẹp, nhiều nơi độc, nhiều nơi lạ, nhiều nơi thu hút mọi người để chia sẻ đến cô chú chị và các bạn. Rất mong quý chú chị và các bạn ủng hộ Hà nha. Hôm nay chuyến hành trình ngày hôm nay là vợ cũng tốn thêm một số kinh phí, một số chi phí nữa, nhưng mà không sao, tiện sao là quý cô chú chị và các bạn là ủng hộ là Hà vui rồi. Rồi Hà xin cảm ơn nha, nhớ xem những clip của Hà nhận chia sẻ nha. Hà xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã đồng hành với Hà trong chuyến hành trình về núi Bà Đen. Và Hà xin mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi kênh Hà Du Ký Vlog để Hà chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn những cái điều thú vị nhất trong chuyến hành trình này mà Hà đã review. Rồi Hà sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chắc chắn là những điều thú vị, những điều mang lại cái giá trị, những điều mang lại niềm vui, hạnh phúc cho quý cô chú anh chị và các bạn. Rất mong quý cô chú anh chị tiếp tục xem và ủng hộ cho Hà. Vui lòng chia sẻ clip và đăng ký kênh ủng hộ Hà nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của Hà được phát vào lúc 19:30 các tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nha. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.